Vâng, em xin kính chào tất cả các bác nhá. Ở trong video này, bác nào có nhu cầu mua loa thì các bác gọi điện thoại trực tiếp bên cơ sở Bọt giúp em các bác nhá. Rồi ok. Ngày hôm nay thì em xin giới thiệu tất cả mọi người, em có mua được một lô loa trung 16 và đường kính toàn vành của loa 16,5 các bác nhá. Một lô trung cực kỳ đẹp và dị luôn. Đấy, trung nhãn hiệu DK. Đấy, hàng công ty Thanh Lý các bác nhá, hàng công ty Thanh Lý. Đó. Và các bác nhìn vào cái màng và cái chất của nó thì các bác thấy cái độ tinh xảo lên nào đúng không ạ? Đó, gân vải tầm dầu này, màng nó ngọc không nhá, nó mềm rất đẹp. Và em sẽ đo cho các bác, chút đây sẽ đo cụ thể cho các bác. Đây em bảo cho các bác nghe tiếng này, tiếng rất là sáng không nhá. Đấy, côn là côn 25.5. Đấy, từ của nó là từ 100 không nhá, từ 100. Đấy, từ 100. Rất là đẹp không nhá, rất là chất luôn. Đấy, từ 100. Đường kính từ ốc cái bên này sang bố bên này là 16, còn đường kính toàn vành là 16,5 các bác nhá. Đường kính toàn vành là 16,5, còn đường kính ốc là 16. Đó, gân vải tầm dầu các bác nhá. Và từ của nó là từ 100, coi là từ 10 đấy. Đấy. Dòng này thì nói thật các bác là bác nào mà mua về làm loa trả lời cực kỳ hay luôn. Các bác nhìn từ cái đường keo của nó đi phía trong mà các bác nhìn chưa? Sắc nét như nào. Đấy. Dòng này mà làm loa chung karaoke hoặc là chung nghe nhạc cũng rất là ok các bác nhá. Đấy, làm loa chung cho kéo kéo cũng được, loa nghe nhạc cũng được, karaoke cũng được. Đấy, rất là đẹp và giá của nó vô cùng hợp lý cho các bác luôn. Một đôi như này bên em đang bán cho các bác giá là 380.000 một đôi, bao ship cho anh em luôn. Trung 16 coi nhá, 16,5. 380.000 một đôi, bao ship cho anh em. Đấy ok, bao ship bao ship cho anh em luôn. Đấy. Các bác nhìn này, từ cái chất sơn của nó rất là chất này. Đấy. Và các bác nhìn cái màng của nó này. Chất chưa? Gân vải tầm dầu đẹp, nó từ cái rốn của nó giữa nó đi cái keo cực kỳ là sắc nét và đẹp luôn. Đấy, chất luôn, côn 25.5. Đấy, con này thì công suất của nó đâu đó nó tầm khoảng 50-70W, 50-70W một chiếc. Đấy, nói chung là làm loa trả lời thì cực kỳ tuyệt vời luôn, mà giá thành rất là rẻ đâu nhá, 380.000 một đôi thôi, bao ship cho anh em luôn. Đấy, ok, bác nào thì có nhu cầu thì hú lên câu luôn nhá. Đấy, đường kính toàn vành là 16,5, đường kính ốc là 16 đúng nhá. Nam châm của nó là 100 có nghĩa là 10 cm đấy. Đấy. Giá 380.000 một đôi các bác nhá. Em cũng mua được ít thôi, nguyên hộp thôi nhá. Nguyên hộp các bác luôn. Mua đấy là không có nhiều đâu. Đúng nhá.